Vâng, xin chào bạn. Sau cái chiếc Oppo A12e thì bây giờ chúng ta đã có đây chiếc Oppo A12 các bạn ạ. Và chiếc máy này thì cũng có mức giá dưới 4 triệu đồng. Nếu mà ở cái phiên bản 3GB RAM và 32GB bộ nhớ trong thì nó sẽ có mức giá khoảng tầm là 3,5 triệu đồng. Thì ở cái phiên bản 4GB RAM và 64GB bộ nhớ trong mà mình có ngày hôm nay, nó sẽ có mức giá là 3.990.000. Tuy nhiên, nếu anh em nào muốn mua chiếc Oppo A12e này với mức giá rẻ hơn so với mức giá niêm yết rất nhiều thì có thể ghé qua hệ thống 7S nha. Hiện tại thì 7S đang có mức giá cực kỳ là tốt dành cho chiếc máy này, và link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay. Rồi, và quay trở lại với chiếc Oppo A12e mình mượn ở hệ thống 7S thì bạn thấy là nó còn nguyên siêu và có những cái lỗ nhỏ như thế này. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng một cái que, một cái đường thẳng, một cái mới quay chọc sim của Samsung và chọc vào cái lỗ của Oppo A12e. Đấy. Có vẻ như khít quá các bạn, chọc quá. Rồi chọc bên này nữa. Đó, hai cái đường, và sau đó chúng ta sẽ bóc cái siêu nó nhẹ nhàng, thực sự nhẹ nhàng nha. Đây, không làm nó rách này. Đấy, không làm nó rách. Rồi, quá đẹp luôn anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ cùng thả nó ra. Nói chung là mấy cái đồ mới mới thì nó cứ cứng cứng rít rít á. Rồi, mở cái hộp to ra thì chắc chắn luôn luôn có một cái hộp nhỏ. Và đây sẽ là một cái case dạng silicone này. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một đống sách hướng dẫn sử dụng và cái que chọc sim này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái chiếc Oppo A12e này về Việt Nam á, sẽ có hai phiên bản màu sắc. Nhưng đáng tiếc là mình không mượn được cái phiên bản màu xanh các bạn ạ, mà mình chỉ có duy nhất cái phiên bản màu đen này thôi. Nhưng mà thôi, mượn được máy là may lắm lắm rồi. May mắn lắm rồi. Còn đây là cái phụ kiện này, vẫn có một cái adapter sạc hỗ trợ công nghệ sạc 10W này. Chúng ta vẫn có một cái sợi cáp, và tất nhiên đây sẽ là sợi cáp micro USB chứ không phải là USB Type-C nha các bạn. Nói chung là những cái sản phẩm, chả hiểu đợt này Oppo mang những sản phẩm về Việt Nam á, nhìn nó hơi những cái thông số kỹ thuật nó không đã bằng so với là cái chiếc Oppo A5 phiên bản 2020. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bóc siêu này. Wow, lại được bóc cái siêu này rồi. Wow. Nếu mà nhìn vào cái sản phẩm này á thì mình thấy là cái mặt lưng này có cái thiết kế có những cái họa tiết á, các bạn thấy là có những cái họa tiết dạng vân kim cương, nhìn nó cũng tương đối là đẹp. Và mình nghĩ là cái phiên bản màu xanh thì nó sẽ đẹp hơn phiên bản màu đen này rất là nhiều. Và làm mình nhớ tới một cái sản phẩm các bạn ạ. Các bạn còn nhớ không ạ? Đó chính là chiếc Redmi C2. Redmi C2 nó cũng có một cái mặt lưng tương tự như chiếc máy này này. Và cái mặt lưng của chiếc Oppo A12e khi mà các bạn chạm vào, đây mình sẽ cài cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy là nó sẽ có những cái họa tiết á, đường sọc như thế này, cho nên là cảm giác khi mà chúng ta cầm vào chiếc máy này là cực kỳ đã, và nó bám, nó cho hạn chế được cái mồ hôi, dầu vân tay cũng như là bụi bẩn cực kỳ là tốt. Và mình sẽ nghiêng cho các bạn xem này. Đó, các bạn thấy rất đẹp à. Rất đẹp luôn, nói chung là cái lưng này khá là ok đấy. Chúng ta sẽ có cảm biến vân tay, logo của Oppo. Nhưng mà mình thấy là cái thiết kế này nó vẫn hơi bị tù một tí. Không biết là các bạn có thấy như vậy không. Đặc biệt đó chính là cái cụm camera này. Chúng ta chỉ có camera đôi thôi chứ không có 4 camera hay là có 3 camera nha. Đây là cái điểm mà mình khá là đáng tiếc cho chiếc máy này. Không hiểu tại sao mà chiếc Oppo A5 2020 đã làm rất tốt rồi thì cái máy này nó lại giống như kiểu là đi thụt lùi vậy đó. Chúng ta chỉ có 2 camera mà thôi. Và ở phía dưới thì đây các bạn có thể thấy là cái phần loa thì cũng đặt theo kiểu cũ là đặt lệch ở bên trái này. Và chúng ta sẽ có cái dắt cắm tai nghe 3.5mm và một cái cổng micro USB chứ không phải là USB Type-C. Khá là đáng tiếc cho chiếc máy này các bạn ạ. Và khi mà mình lật sang mặt trước thì đây các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn chỉ có một cái màn hình dạng giọt nước mà thôi, chứ chưa chuyển qua cái màn hình dạng đục lỗ giống như của cái sản phẩm đến từ nhà Samsung. Hôm trước mình đã mở hộp cho anh em rồi, đó chính là chiếc Galaxy A11, hay sắp tới đó chính là chiếc Galaxy M11 các bạn ạ. Và hôm sau thì mình sẽ có một cái video so sánh chi tiết cho các bạn giữa chiếc Oppo A12 và chiếc Galaxy A11 nha. Thực sự thì hai hãng này không hiểu tại sao mà bây giờ cứ đặt cái tên giống nhau á, đọc khá là lẹo lưỡi các bạn ạ. Và kích thước màn hình này sẽ là 6.22 inch với cái độ phân giải sẽ là HD cộng này, và nó đang sử dụng cái tấm nền IPS LCD cho nên là góc nhìn của nó rất là tốt, cũng như là độ sáng màn hình thì mình thấy là nó cũng khá là ổn trong cái phân khúc giá dưới 4 triệu đồng. Góc nhìn khi mà chúng ta nghiêng thì mình thấy cũng rất là ok, và cái màn hình này thì mình thấy là cũng tương đối là trong trẻo đấy. Đấy, nó không bị ám xanh cũng như là không bị ám vàng quá là nhiều. Nhưng mà về cái chất lượng thì mình đánh giá nó ở mức khá thôi nha, bởi vì trong tầm tiền như thế này, nếu các bạn muốn có những cái màn hình xuất sắc hơn thì có thể là lựa chọn những cái sản phẩm đến từ Vinsmart thì chúng ta sẽ có độ phân giải lên tới là Full HD cộng, hay là những cái sản phẩm đến từ nhà Xiaomi á thì chúng ta sẽ có màn hình Full HD cộng, còn con này chỉ là HD cộng mà thôi. Còn về cái phần hiệu năng thì chiếc máy này nó đang chạy cái vi xử lý là Helio B35, nó rất giống với cái chiếc Oppo A31 hay là cái chiếc Oppo A9 ngày xưa các bạn ạ. Và hiệu năng của con máy này thì mình thấy là nó bình thường, nó không quá là nhanh đâu. Đây, các bạn thấy nó chạm chạm này, nó hơi bị lắc nhẹ.
Đấy. Nói chung là cái giao diện Color thì hiện tại nó vẫn chỉ chạy cái Color 6 với cái Android 9 mà thôi. Tại sao mà Oppo không nâng cấp lên cái phiên bản Color mới hơn, thì mình nghĩ là cái Color 7 nó tương đối là nặng do cho cái vi xử lý là Helio B35, cho nên là họ chỉ trang bị cái Color 6 cho cái chiếc Oppo A12e này thôi các bạn ạ. À nhập Oppo A12. Toàn đọc lộn các bạn ạ. Hai cái máy này nó cứ na ná giống nhau á. Còn về phần camera thì thế nào? Chúng ta sẽ có camera chính 13 chấm và một cái camera phụ với độ phân giải chỉ là 20 megapixel. Còn cái camera trước thì cũng chỉ là 5 chấm mà thôi. Đợt này có vẻ như Oppo tương đối là keo về cái thông số kỹ thuật ha. Bình thường thì tầm này cũng phải có 8 chấm khi mà camera selfie rồi. Và giao diện camera thì đây, mình thấy là nó hơi chậm các bạn ạ. Bấm bấm nó hơi cứ giật giật lắc lắc á. Đây là cái giao diện camera cũ của bên nhà Oppo này. Chúng ta sẽ không có thấy cái tính năng chụp đêm đâu nhỉ. Để coi vào đây, đúng không có tính năng chụp đêm các bạn ạ. Chúng ta chỉ có những cái tính năng rất là cơ bản như thế này mà thôi. Còn về viên pin thì nó cũng giống hệt với chiếc Oppo A12e cũng như là chiếc Oppo A31. Chúng ta vẫn chỉ có viên pin là 4230mAh và không hỗ trợ công nghệ sạc nhanh này. Nói chung là tầm tiền như thế này thì chiếc máy này sẽ dành cho những bạn nào là fan cứng của bên nhà Oppo và thích một cái sản phẩm có cái mặt lưng cũng tương đối là đẹp như thế này, cũng như cái màn hình của nó cũng khá là ổn trong cái phân khúc giá đâu đó khoảng tầm là dưới 4 triệu đồng và trên 3 triệu đồng. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trên tay nhanh cho anh em về cái chiếc Oppo A12e. Các bạn muốn bọn mình so sánh chiếc máy này với những sản phẩm nào cũng như là làm những cái clip gì thì có thể là comment ở phía dưới video ngày hôm nay nhá. Còn đến bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Nếu cảm thấy video hữu ích, các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể là nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye bye.